thích anh giải đuối bằng chân. Giải đuối bằng tay đã khó rồi, bây giờ bạn thách mình giải đuối bằng chân. Thiệt, mình nói thật với tất cả các bạn luôn nha, mình sẽ không bao giờ và không bao giờ giải đuối bằng chân. Và mình mất 1 phút 13 giây để hoàn thành. Đối với Thế ạ, và mình là Thông, chuyên gia giải robot nhanh siêu cấp VIP Pro. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho tụi mình một subscribe, like và bấm nút cái chuông nha. À, nhớ share nữa nha.